Cái kết bi thảm của Hoa hậu Trung Quốc dám giật vô tỷ phú của báo đen Naomi Campbell. Từng là học trò cưng được siêu mẫu Naomi Campbell nâng đỡ từ những ngày mới bước chân vào nền thời trang nước Mỹ, cô Hoa hậu Hoàng vũ Lou Zilin bỗng chốc trở thành kẻ thù không đội trời chung với báo đen làng mẫu chỉ vì một người đàn ông. Lou Zilin hay La Tử Lâm được biết đến nhiều hơn khi tham gia chương trình Hoa hậu Hoàng vũ Trung Quốc năm 2011 và giành được vương miện quý giá mà cô gái nào cũng ao ước. Sau đó, cô nàng tiếp tục đoạt được ngôi Á hậu 4 Miss Universe cùng năm. Không giới hạn bản thân, khi đã là một hoa hậu danh tiếng, Zilin vẫn tham gia chương trình tìm kiếm người mẫu do siêu mẫu nổi tiếng Naomi Campbell chủ trì The Face. Tham gia cuộc thi, nàng hoa hậu hiển nhiên trở thành một trong những thí sinh tiềm năng nhất. Naomi đã phải tranh đấu khá nhiều để giành thí sinh này về team của mình. Dưới sự chỉ bảo và hướng dẫn của siêu mẫu nổi tiếng thế giới, cô nàng đã tiếp tục giành được ngôi vị Á quân tại The Face phiên bản Mỹ. Nhờ có The Face và sự dìu dắt đặc biệt của nữ siêu mẫu, sự nghiệp của người đẹp xứ đại lục tại thị trường quốc tế rộng mở hơn bất kỳ đồng nghiệp nào khi đó. Cô từng hợp tác với nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Chanel, Versace, Gucci, Louis Vuitton. Chỉ trong thời gian ngắn, năm 2012 đến năm 2013, Zilin đã trở thành gương mặt thương hiệu đích thực của các thương hiệu và tạp chí thời trang danh giá. Thời gian đó, thiên thần Victoria's Secret, Lil Wayne còn là cái tên xa lạ như đứng cạnh Zilin. Tuy nhiên, chính Zilin cũng đã tự tay đẩy sự nghiệp của bản thân đi vào ngõ cụt khi nẫn tay trên người thầy của mình, cướp đi người đàn ông mà siêu mẫu Naomi yêu thương nhất. Tháng 6 năm 2013, cô lộ ảnh thân mật trong kỳ nghỉ du lịch với tỷ phú người Nga Vladimir Duronin. Họ công khai âu yếm khi đi nghỉ tại Tây Ban Nha. Lúc này, báo đen làng mẫu mới biết cô học trò mà mình luôn hết mực nâng đỡ lại là kẻ đâm sau lưng. Một người bạn của báo đen làng mẫu chia sẻ, họ yêu nhau 5 năm và chia tay hồi tháng 5. Tháng 6, anh ta đã ở bên người phụ nữ đó. Naomi Campbell thật sự đáng thương. Cô ấy đã tuyên bố không thể hợp tác cùng với người đã phản bội mình. Cùng lúc này, dư luận hoàn toàn đứng về phía nữ siêu mẫu. Các trang truyền thông và báo chí đồng loạt chỉ trích Zilin là hồ ly. Ngay sau scandal, cô nàng đã bị công ty quản lý người mẫu danh tiếng Mixed Model Management New York City sa thải vì lý do thiếu chuyên nghiệp, vi phạm đạo đức nghề nghiệp không thể chấp nhận được. Hoạt động của Zilin tại Mỹ chính thức bị phong tỏa. Đáng tiếc, chuyện tình của nàng hoa hậu Trung Quốc và tỷ phú người Nga cũng không kéo dài được lâu khi cả hai đã không còn hứng thú như lúc đầu. Năm 2015, Zilin lẳng lặng về nước. Chính scandal ồn ào đã khiến cô bị người dân quê nhà tẩy chay vì quá xấu hổ. Họ còn yêu cầu rút ngôi hoa hậu của người đẹp sinh năm 1987 này. Theo Sina, hoa hậu Hoàng vũ năm 2011 lúc này chỉ còn là tên tuổi hạng C trong thị trường đại lục. Thế nhưng, ít ai nhớ rằng cô từng đạt được những danh hiệu cao nhất tại một cuộc thi sắc đẹp danh giá. Trong một số ít lần tham gia hoạt động nghệ thuật sau scandal tình ái, Zilin than thở, tôi thấy mình như người mới chập chững vào showbiz, phải bắt đầu lại từ con số 0. Theo bạn, cô học trò cưng của Naomi liệu có khả năng làm lại sự nghiệp sau những hành động bạc bẽo với người thầy của mình?